Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung đơn giản có tên là làm đơn bảo lãnh, làm đơn bảo lĩnh. Nếu trong trường hợp quý vị có người nhà rơi vào trường hợp là trong một cái vụ án hình sự và có khả năng là sẽ bị tạm giam, thì chúng ta sẽ hiểu biết thêm về những cái quy định của pháp luật về bảo lĩnh. Thưa quý vị và các bạn, điều 121 của Bộ luật Tố tụng hình sự, bảo lĩnh là hình thức thay thế biện pháp tạm giam, một hình thức ngăn chặn thay thế hình thức tạm giam. Vậy thì tôi không phân tích nhiều về những quy định của pháp luật về bảo lĩnh, tôi chỉ muốn quý vị và các bạn biết các điều kiện của bảo lĩnh để chúng ta, nếu trong trường hợp chúng ta rơi vào trường hợp này, chúng ta sẽ biết vận dụng những cái quy định pháp luật để bảo vệ cho người nhà của mình. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng có một người quen, em này trong quá trình mà mua bán hàng hóa thì em đi bỏ hàng cho người ta, thì đúng ra thì bỏ hàng thì em phải về em lấy tiền và em về em trả lại tiền. Tuy nhiên em lại lấy tiền và em một cái số tiền cũng tương đối lớn, và em trốn luôn cái em không trả lại số tiền này, và cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố. Tuy nhiên thì người nhà ra đến văn phòng và xin được bảo lĩnh em. Và tôi cũng đã làm giúp em một cái đơn bảo lĩnh có hai người, bố và mẹ em, để bảo lĩnh em. Thì trong cái đơn bảo lĩnh chúng ta cần phải hội đủ những cái điều kiện. Thứ nhất là xét về nhân thân của người phạm tội. Thì trong trường hợp của em đây thì em là chưa từng có tiền án, chưa từng có tiền sự, và em không có trốn khi cơ quan điều tra triệu tập. Thì cái đơn bảo lĩnh này nó sẽ gồm có hai người. Nếu trong trường hợp những người đại diện theo pháp luật như là cha, là mẹ, là chị, là những người luật thì không có quy định. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lấy những người trong máu mủ ruột rà trước, cũng có thể tổ chức đứng ra bảo lĩnh cho một cá nhân nào đó vẫn được. Ví dụ như một cái tài xế xe của một công ty, trong cái quá trình di chuyển công tác thì anh đã gây ra cái tai nạn, đã được cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố và đúng ra là bắt giam. Tuy nhiên là do một cái hoàn cảnh là anh phải có con nhỏ hay gì đó và không có người thân, thì cái người đại diện giám đốc của công ty này sẽ đứng ra bảo lĩnh cho anh để anh được tại ngoại. Thực ra thì tôi cũng đã từng search ở trên Google thì cái đơn xin bảo lãnh thì rất là nhiều, quý vị và các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên rằng chúng ta phải được hội đủ những điều kiện bảo lĩnh. Thì tôi là người nam cho nên tôi nói cái từ bảo lĩnh nó cũng hơi khó. Một số thì khắt khe hơn, họ sử dụng là đơn bảo lĩnh. Nhưng làm cái nghề luật sư, tôi cũng đã từng và nhiều lần nộp đơn xin bảo lãnh. Thì như vậy cái từ thuật ngữ nó cũng không sai. Nếu chúng ta không cầu toàn từng câu câu nệ, từng câu chữ, thì chúng ta cũng có thể làm cái đơn xin bảo lãnh cũng được, không có sai cả. Trong cái nội dung đó thì chúng ta sẽ trình bày được cái nguyên nhân của cái hành vi và của cái người mà chúng ta chuẩn bị bảo lãnh. Hành vi đó là cái hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, và thứ hai là nhân thân của cái người đã phạm tội đó là nhân thân tốt, chưa bao giờ có tiền án tiền sự. Và điều cơ bản rằng lý do tại sao chúng ta phải, những cái tổ chức, những cái cá nhân người bảo lãnh này phải đứng ra bảo lãnh,
vì không muốn tách ly họ ra khỏi xã hội, vì những cái hoàn cảnh về gia đình, về công tác, về những cái viện dẫn để chúng ta đưa đến cái trường hợp phải được bảo lãnh ở ngoài, nó sẽ có những điều kiện tốt hơn. Và cái điều nữa là chúng ta phải có những cái cam kết với cơ quan tiến hành tố tụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở đây bao gồm có cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, rằng trong trường hợp chúng tôi là những người bảo lãnh cái bị can A, cái bị can B này, nếu trong trường hợp bị can A, bị can B này không được bỏ trốn và sẽ có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng đúng và đủ. Trở lại vấn đề là một cái đơn bảo lĩnh không khó. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ tóm lại những toàn bộ một cái đơn bảo lĩnh của một người nào đó. Nếu trong trường hợp người nhà của quý vị, nhân viên của quý vị phạm một cái tội phạm rất nghiêm trọng, họ có địa chỉ thường trú rõ ràng và họ có những cái hoàn cảnh về nhân thân là chưa từng phạm tội, chưa từng có tiền án, chưa từng có tiền sự, thì chúng ta gồm hai người hoặc là tổ chức sẽ đứng ra bảo lãnh cho họ đến cơ quan điều tra, đến viện kiểm sát, đến tòa án, để bằng một cái hình thức, bằng một cái cam kết của người bảo lãnh, của tổ chức bảo lãnh, bảo đảm cho cái bị can, bị cáo này sẽ được đến tòa nếu trong trường hợp có đơn, có giấy triệu tập, có giấy mời của tòa án đúng và đủ. Thưa quý vị và các bạn, là một cái đơn bảo lĩnh thường ở trên mạng vẫn có. Tuy nhiên đây là những cái vấn đề mà trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn sẽ xem để mà rõ hơn trong trường hợp của mình. Mong muốn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta muốn gửi đến quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn trong trường hợp gia đình mình rơi vào những trường hợp bối rối và chúng ta sợ trên mạng, chúng ta có thấy cái đơn bảo lĩnh gồm hai cá nhân, chúng ta có là một cái tổ chức mà nhân viên cấp dưới quyền chúng ta bị khởi tố, bị điều tra, thì chúng ta sẽ làm một cái đơn bảo lĩnh để họ được tại ngoại vì một lý do nào đó. Nếu quý vị và các bạn cần thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ sẵn sàng hỗ trợ thông qua cái đường link dưới đây. Thực sự thì không phải ai cũng có thể đánh được một cái đơn bảo lĩnh một cái cách hoàn chỉnh. Tuy nhiên rằng là với cái mong muốn là hơn 90 triệu người dân đều biết những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt là pháp luật hình sự Việt Nam, cho nên thông qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi mong muốn quý vị và các bạn, những người xem video này sẽ được dịp cập nhật một thông tin về pháp luật hình sự một cách chuẩn xác, một cách tốt nhất, để quý vị và các bạn thứ nhất là nâng lên cái kiến thức pháp luật của chính bản thân mình, và nếu cần thiết thì có thể giúp được cho những người lân cận của mình, người nhà, bạn bè của mình. Trong cái video này có những cái thiếu sót thì tôi cũng mong có cái sự phản hồi từ các chuyên gia, từ các đồng nghiệp. Mong muốn của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ nâng lên cái chất và cái lượng kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam đúng với cái tên Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.